Chào mọi người đến channel của Gia Đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người mẫu tủ thờ căm xe mặt gỗ gõ đỏ nha mọi người. Và giá của chiếc tủ này là 8.900.000 nha. Đó, các mọi người có thể thấy là 9 cái ô chén đó là chất cây là cây gỗ gõ đỏ. Còn những phần cột sẽ là gỗ căm xe nha mọi người. Và hậu đình đáy của tủ này là bằng gỗ thao lao nha. Chất cây chống mối mọt cực kỳ tốt luôn nha. 4 ô ở góc của tủ này sẽ chạm tứ linh, long lân, quy phụng. Ở dưới sẽ là hạt đẹp rùa nha mọi người. Ở phía giữa sẽ là ba ông phúc ngọc thọ. Mọi người có thể thấy là đất sơn xịt của bên nhà mộc cực kỳ đẹp phải không ạ? Sơn xịt cực kỳ láng mịn và sạch sẽ luôn nha. Sờ không thấy lông của gỗ đâu nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Và xin nhắc lại với mọi người, giá của chiếc tủ này là 8.900.000 nha. Và đây là mà hàng mình đang chuẩn bị chất đi Bình Phước nha mọi người. Đây cho mọi người xem thêm phần bên trong nè. Bên mộc sơn xịt cực kỳ sạch sẽ luôn nha. Không chỉ bên ngoài mà bên trong, mà bên mộc xịt lót một lần, đâm ra nó sản phẩm nó rất là sạch sẽ nha mọi người.